Ôi, quá đã quá đã. Hello nha bạn. Nguyên bày nó rồi, cỡ này không chứ đâu, cỡ này không chứ đâu. Các bạn. Ôi ôi. Hey, ơi các bạn thấy không? Để xuống táp liền mà. Xin chào anh em ha, tôi được đang mới ấy thức ăn xong bạn. Đang mới cũng mới móc lỗi vừa xong mà. Chúng mình nhử xuống rồi mình câu ha. Cần mình đánh lại 4-5 mà. Câu đây còn xài cặp sông gái luôn nè các bạn, ở dưới nhà bè tùm lum á. Này cậu nè. Rồi xin chào anh em ha, sẽ chuẩn bị ra cặn nè. Các bạn. Ôi ôi. Hey, ơi các bạn thấy không? Để xuống táp liền mà. Bá cũng như điện này bạn. Khó lấy cần vô à. Đó. Con đuôi mày đầu tiên bạn. Rồi chấm đen đuôi rò má nó kìa. U nu núp có khúc nha. Giờ đây sẽ xuống ngoài tiếp các bạn. Đó, càng các bạn, càng đây các bạn. Càng đây nha anh em. Giống cá trời quá. Lúc phao rồi. Trời ơi. Cái gì đây? Dính cá bạn. Dính cá mà nó mắc kẹt đây nè. Rô. Rồi. Rồi. Còn thứ hai à. Thấy chưa? Mắt dính. Ui ghê. Còn cái chơi nó mò nó đang đang dưới này thì giờ nó mò vào không nhỉ? Có cái chơi mà. Nó thấy nó nổi lên đó đó, trời ơi nó đậu gần cái phao mình luôn rồi. Còn cái gỗ nổ tùm lum hết trơn mày đó lúc hả mày thôi ơi xảy luôn con cá rô cái gỗ bạn. Càng rồi, càng nhiều bạn. Càng rồi, lâu rồi. Lâu rồi. Lâu rồi. Các bạn thấy không? Cá trời. Lâu quá mày. Bá không nghe điện nên mình khó lấy dầu. Chơi các bạn. Cái gỗ nó nhóc cho mày. Một em. Hồi ôi, quá đã quá đã. Thấy không mày? Kìa. Biết gỡ luôn
Nó căng nữa các bạn, căng nữa nha các bạn, căng nữa nha các bạn. Lôi à, lôi à. Lúc mày trời ơi, gì mà xảy quá trời giới. Đinh cá nữa, bá mày. Đó. Thấy không, thấy xuống nó tát. Ốc ốc, nóc cái bụng. Đông nữa các bạn, cá ăn nữa các bạn, cá ăn nữa các bạn. Đâu rồi, đâu rồi, trời ơi sấy. Xuống dưới nè các bạn, đó cá lồi, cá lồi nha các bạn. Nguyên bầy nó rồi, cỡ này không chứ đâu, cỡ này không chứ đâu. Đây, con tiếp theo anh em. À, mời cho bạn xem nào. Xem. Cô em nào nó không ra da. Rồi còn em cá chê nào nữa không bạn? Bây giờ dính mấy cá rô mà với con cá chê. Cái rô nó nhóc cho mày. Em hồi ôi quá đã, quá đã, thấy không bạn? Kìa biết hồi đã luôn. Nhát luôn.
trâu vậy đó. Khó quay cho anh em xem. Tại nước cho nó đang gồng các bạn, đang chảy ngược ra lại. Lúc mày cá vô cá chơi đây. Ôi cá chơi trắng tét. Còn tiếp theo anh em. Lỗi gì thu phục được vài con rồi. Càng các bạn, càng các bạn, càng các bạn dính cái trời nữa chứ đâu. Ôi ôi trắng tát. Còn tiếp theo các bạn, con này hơi đen xíu. Đó. Căng lộn hay gì, cái đuôi nó bị dày bị cục gì. Cá chép này thôi. Rồi lâm à. Cá rô cá tán. Đó. Ôi. Cái ná cho bá luôn nha. Nhắc các bạn. Ngồi tiếp này nè. Cá chép này mà trời. Này lại nhắc cá chép cho các bạn coi. Cá chép. Điều hồng ấy đi. Tưởng sẽ mất một cám nhờ mình không đó. Càng trời ơi lúc hao luôn chắc lắc. Trong cái kẹt này nó khó thấy rồi. Cái gì đây? Ui ui hai chấm đen, hai chấm đen bạn, một ngay gò má, một ngay đuôi đó. Con này mới gặt đi nè, tức rồi.
chấp từ đây. Được nhìn thì mắt mà thấy lúc nữa cả trời nữa rồi. Ôi ôi, hôm nay đã tay các bạn, tìm nó còn lên nữa. Các bạn từ phao mình lên đây chắc khoảng 1m2 bạn, 1m2 nước ha. Cái gỗ nấu lên nó ăn thích ăn nữa. Có mùi mình nhớ các bạn, nhiều khi á nở tút tút đằng kia nó gom ở đây nữa. Cái bình cao ấm hiểm luôn mà không vô này, nó vô nó nấp nó ở đó. Hôm mình trúng ở đây dữ lắm, trúng mánh ở đây cái chơi rồi chừng lúc nó bạn, lúc nha bạn. Dính. À, cái chơi con. À, sẽ gỡ nó thả mà nhậu quá. Thả xuống là lúc nè các bạn, cái tin được đi nó táp rồi bạn, bạn thấy không, nó táp liền các bạn. Lúc lúc thả mày hồi ui 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 quá khủng, chà bá chà ná luôn bạn ơi, ghê không. Lúc cá chơi nó rồi đó rồi, nó dậy là biết rồi. Ui đây là đằng kia còn dài bằng con 10 mấy mét nữa, mình đây ngày nay mình câu nên móc gì dài đắng thì thôi luôn, đá tay luôn á. Trời, không biết còn con nào nữa không, không còn, chắc còn nữa các bạn, sảy nó chép nữa. Được mình về các bạn, nhưng mà thấy nó nổ lên nó nút ghê quá, lời chơi xíu nữa. Đó, nó mò tìm dưới kìa. Nó vàng cá, vàng cá, vàng ăn nha các bạn, đang cục bầu của mình nha các bạn. Sao nút gái đó đi ngủ rồi. Sao nó nhá, nó ngoài đây không, đây ngoài đây là chết rồi. Còn cái chép với các bạn ơi, mình giải cũng thức ăn kiếm với nó mò tim lên. Đó. Đó. Lúc. Lúc. Đấu phao hả mày? Ôi dồi, cái rô mày. Tưởng nó cái chép không? Tưởng nó cái chép không các bạn ơi, con cái rô kìa. Hết sực vẩu rồi kìa. Có khúc cái lưng còn do luôn.
sức. Mình thấy mới thấy con cá chép nổi lên đây bạn, con cá chép nổi lên. Này bạn thấy không? Bạn thấy không bạn? Tính như bây giờ mà kiểu này chắc ở đây câu quá cá chép các bạn, tính về bự bự không anh.